sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt thẻ từ. Thì mọi người chọn vào một thẻ từ, sau đó bấm thêm thẻ từ. Rồi thì mình cũng có hai mục là vĩnh viễn với theo thời gian, thì tùy theo mọi người. Sau đó bấm đặt tên, bấm tiếp theo. Rồi khóa sáng lên như vậy thì mọi người đặt cái thẻ từ lên ngay chỗ số 5. Rồi, nếu mà mọi người muốn thêm thẻ từ thì cũng bấm vào đây, xong rồi chọn thêm và thao tác tương tự.